Hello, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tiến sĩ Lê Văn Tư. Hôm nay tôi xin chia sẻ các bạn chủ đề mẫu chuyện về đốt thiền để tìm ra giải pháp trong lúc khó khăn nhất. Có câu chuyện này thế này các bạn. Hạng Võ là tướng nước Sở vào năm 210 trước Công Nguyên. Ông đang chuẩn bị có kế hoạch đánh quân của Tần Thủy Hoàng. Trong đêm đó, ông đem tất cả binh sĩ mình xuống thuyền và vượt qua sông, qua bờ bên kia sông để chuẩn bị đánh địch. Khi trời hừng sáng, binh sĩ và mọi người phát hiện rằng những con thuyền mà đưa họ qua sông đã bị cháy sạch, những son nồi bị đập bể tan tành, lương thực không còn. Lúc này lòng quân rối loạn, các tướng rối loạn và chạy vào cấp báo với Hàn Tín. Dạ thưa tướng quân, vì sao mà trong đêm qua chúng ta qua được bờ sông bên này? Khi quay lại bây giờ, tất cả những chiến thuyền chúng ta bị đốt sập, toàn bộ nồi son bị đập bể hết, và gạo thóc lương thực gần như không còn. Bây đứng trước tình cảnh này, chúng ta sẽ không có đường về. Tướng quân phải tính cách nào, bằng không chúng ta sẽ rơi vào chỗ chết. Hàn Tín điềm nhiên trả lời rằng: đốt thuyền là do ta ra lệnh, đập hết son nồi là do ta ra lệnh. Các ngươi biết rằng phía trước chúng ta là một quân đội của Tần Thủy Hoàng rất hùng mạnh, và khi chúng ta đến đây là chúng ta không có đường về, chúng ta không về được. Chúng ta chỉ có đường duy nhất là chiến thắng, là đánh thắng chúng, bằng không chúng ta sẽ chết, và ta cũng chết cùng với các ngươi. Vì vậy, hãy truyền lệnh xuống ba quân: trận đánh này chỉ có thắng và không có bại, và không có đường quay về, và chiến lợi phẩm lương thực của địch sẽ làm dùng lương thực cho chúng ta. Và cái lệnh kẻ nào trong chiến đấu quay lại sẽ bị chém. Các ngươi hãy truyền lệnh ta xuống tất cả các binh sĩ. Đứng trước những lời tuyên bố hùng hồn như thế, cả các tướng lĩnh và binh sĩ hừng hực khí thế bước vào trận đấu. Và sau đó, đúng như dự kiến của ông, ông đã thắng liền 5 trận, lấy được rất nhiều thành quách của địch, lấy được rất nhiều lương thực của địch. Ông trở thành vị đại tướng nổi tiếng thời Hán Sở tranh hùng với câu chuyện đốt thiền. Câu chuyện đốt thiền thứ hai. Vào thế kỷ 16, ở bán đảo Yucatan, nơi đó có một kho báu đã được gìn giữ cẩn mật hàng 600 năm. Rất nhiều binh lính, rất nhiều quốc gia cùng đến đánh chiếm đảo để có được kho báu, nhưng đều thất bại. Qua hết đoàn quân này thất bại, đoàn quân khác đều thất bại hết các bạn. Các bạn hãy like, các bạn hãy like, hãy comment. Một chuyện này rất hay các bạn hãy like, hãy comment các bạn. Hernando Cortez là vị thuyền trưởng đã tổ chức đoàn thuyền 11 con tàu và 500 binh lính để đảm bảo công việc trường chinh và chiếm kho báu của mình thành công. Ông thông báo và tuyển chọn rất nghiêm ngặt. Những người nào không đủ dũng khí, những người nào trả lời không ổn là sẽ bị loại ngay từ vòng đầu. Ông chỉ chọn những người quyết tâm, những người dũng cảm, những người mạnh mẽ, những người có thể lực.
Và ông vẽ một viễn cảnh cho tất cả những người chuẩn bị đi. Ông rằng khi chúng ta chiếm được kho báu đó, cuộc đời các bạn sẽ thay đổi, các bạn sẽ sống trong vàng son nhung lụa. Cuộc đời chúng ta sẽ sang trang khác. Và lịch sử sẽ ghi nhận thành tích anh hùng của chúng ta. Ông ta truyền cảm hứng mọi người tung hô dạng tế đối với ông. Và hừng hực khí thế bước xuống thuyền vượt đại dương để đến đảo Yucatan. Tuy nhiên chưa được bao lâu thì một hiện tượng tâm lý tiêu cực bắt đầu xuất hiện, khác khơi giới khí thế hừng hực ban đầu. Bây giờ rất nhiều người đề nghị quay trở lại. Và họ nói rằng bây giờ chúng tôi không có nguyện vọng chiếm kho báu, chúng tôi không cần cái cuộc sống vàng son nhung lụa gì cả. Chúng tôi muốn trở về. Chúng tôi không muốn chiến đấu với cái bọn tranh đảo đó nữa. Và cuối cùng ông rất cực nhọc, rất khó khăn để thuyết phục đoàn tùy tùng binh lính của mình ngày càng tiến gần đến đảo. Vừa đến đảo thì ông cho ra lệnh tất cả đều phải đốt tất cả những cái thuyền, đập tất cả sâu nồi như là Hàn Tín đã từng làm. Lúc này thì nhiều người phản đối, nhiều tướng lĩnh phản đối. Tại sao ông làm như vậy? Làm như thế thì là con đường chết, là không có đường về. Ông liền giọng dạc nói: phía trước đó ló là kho báu, phía sau là biển cả mênh mông cách xa quê hương chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ có con đường thứ nhất là chúng ta tiến tới và chiến thắng và chiếm kho báu. Chúng ta không có đường lui. Vì vậy tất cả anh em hãy dũng cảm, hãy tiến lên mạnh mẽ chiến đấu và chiếm được kho báu. Thì kho báu là của các anh, là của chúng ta. Chúng ta sẽ có một cuộc sống giàu sang nhung lụa. Chúng ta sẽ giàu có. Vì vậy kẻ nào quay lại là sẽ bị chém chết. Thế là tất cả đoàn người đều hừng hực khí thế hoặc kéo quân vào một phen sóng mái và chiếm được kho báu. Và Headquarter đã thành công. Câu chuyện đốt thuyền thứ hai đã nổi tiếng trong lịch sử suốt mấy trăm năm. Qua hai câu chuyện này các bạn, trong kinh doanh, trong cuộc sống, có những lúc chúng ta đối diện với khó khăn, có những lúc chúng ta đối diện với thất bại và phá sản, thậm chí đối diện trước cái chết. Thì đầu tiên để bản năng sinh tồn là bạn phải thể hiện bản lĩnh, bạn phải thể hiện quyết tâm cao độ. Chỉ có đường bước tiến tới mà thôi. Chỉ có chiến đấu hết sức mình thì mới giành được thắng lợi. Bước lui là chết, bước lui là thua. Đây là những mẫu chuyện đầy năng lượng, đầy động lực, truyền cảm hứng cho những ai khi đối diện với khó khăn, với thất bại, cho những ai đứng trước nghịch cảnh mà lại nản lòng. Hãy nhớ. Và khi các bạn xem video này, các bạn hãy nhớ, đứng trước khó khăn, đứng trước thất bại thì hãy nhớ hai mẫu chuyện đốt thuyền của Hạng Võ và Headquarter, để làm động lực, làm quyết tâm cho mình trong cuộc chiến đấu mới. Nếu bạn thấy video clip này hay, giá trị, các bạn hãy like, các bạn hãy bấm vào nút chuông, các bạn hãy đăng ký để chúng tôi có những video clip tiếp theo dành cho các bạn. Cảm ơn các bạn.